Bên trong của bảo tàng có một căn phòng rất nhỏ. Chủ nhân của căn phòng chính là cô gái này. Cô gái này là ai đây nhỉ? Đó là một cô bé đã làm lay động hàng triệu con tim độc giả trên thế giới. Nếu quý vị thấy tò mò về căn phòng của cô bé ấy, xin mời đến với bảo tàng văn học. Đi một vòng bảo tàng văn học, ta có thể đến một nơi thú vị nữa. Nơi các cô đang tập trung miệt mài học đằng kia chính là nghệ thuật folk art. Đây là loại hình nghệ thuật bắt nguồn từ những ngôi làng phương Tây, nghệ thuật vẽ hình ảnh họa tiết màu sắc trang trí trên đồ đạc hay dụng cụ phòng bếp, tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc. Chúng ta lại có thể gặp loại hình nghệ thuật này ở đây. Ở đây cũng có thể nói là bảo tàng văn học, bởi nơi đây tiến hành rất nhiều các chương trình trải nghiệm văn hóa thú vị. Vừa đúng lúc ở đây có tiết học nên tôi đã đến đây để trải nghiệm thử một lần. Cô giáo xinh đẹp ngồi cạnh tôi đây sẽ hướng dẫn cho tôi. Xin chào cô ạ. Vâng, xin chào bạn. Các cô ở đây đều rất chăm chỉ để tạo ra sản phẩm. Còn cháu hôm nay có thể học được gì ở đây ạ? Vì là lần đầu tiên nên bạn có thể học cách vẽ thử lên những khung ảnh như thế này. Đây là phương pháp vẽ những hình đơn giản lên khung gỗ được sơn màu. Nhìn có vẻ rất khó, liệu cháu có thể làm được không ạ? Làm được chứ, ở trên đây đều đã có sẵn hình vẽ rồi, cháu chỉ cần tô màu nền mà mình muốn. Sau đó vẽ lên theo phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn, chỉ cần vậy là sẽ vẽ được thôi. Vì cô giáo nói sẽ giúp nên tôi quyết định thử trải nghiệm một lần ạ. Sức hấp dẫn lớn nhất của folk art là những người không khéo tay hay những người không vẽ được tranh cũng đều có thể làm được. Và một điểm nữa là ta có thể vẽ trên các đồ đạc đa dạng, bao gồm cả đồ gia dụng trong nhà. Sản phẩm sắp hoàn thành khá đẹp mắt đấy chứ ạ. Ở đây ngoài chương trình dạy nghệ thuật, còn có rất nhiều các trải nghiệm văn hóa khác diễn ra hàng ngày. Quý vị ơi, tôi đã làm xong khung ảnh này chỉ trong một lần thôi đấy ạ. Quý vị thấy thế nào? Có phải tôi có chút tố chất không ạ? Quý vị đến đây vừa có thể thưởng thức văn học, vừa có thể trải nghiệm như thế này để thư giãn đầu óc đấy ạ. Đây là không gian văn hóa mang chủ đề đặc biệt về một ngôi làng xinh đẹp được xây dựng trên 14.000 m2 diện tích đất. Nhìn qua thì thấy đây là một ngôi làng vùng quê nhỏ được trang trí đẹp mắt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về ngôi làng này nhé. Địa điểm du lịch đặc biệt thứ hai của Yangpyeong, tôi đã đến ngôi làng Sonaki, nơi chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm câu chuyện Sonaki của tác giả Hwang Soo-won. Nơi này là bảo tàng văn hóa có cấu trúc gồm 3 tầng. Ở đây trưng bày lưu giữ thông tin về tác phẩm Sonaki cùng thông tin về cuộc đời của tác giả Hwang Soo-won. Tác phẩm Sonaki, truyện ngắn ra đời lần đầu tiên năm 1952, là truyện ngắn tiêu biểu được đưa vào trong sách giáo khoa tiếng Hàn một thời gian dài. Đây là truyện ngắn được yêu thích đếm trên đầu ngón tay khi nói về các câu chuyện mang tính trữ tình và thuần khiết. Thêm vào đó, những bản thảo viết tay hay đồ dùng tác giả từng sử dụng cũng được trưng bày tại đây, lại càng cuốn hút người xem hơn.